ta đang ở trường dạy nghề Thanh Xuân, địa chỉ duy nhất số 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, thế nên có rất nhiều các bạn học viên mới đến tham gia đăng ký học nghề. Mọi người đang nhìn thấy đây là các bạn học viên nhập học mới ngày hôm nay này. Đấy. Hôm nay thì có rất nhiều các bạn học viên mới đăng ký học nghề và đang làm xong thủ tục rồi, đang đợi ở đây. Còn các bạn học viên nữa thì đang làm thủ tục, hoàn thiện thủ tục ở trong văn phòng. Các bạn đợi đây thì sẽ được tí nữa có người để dẫn lên các lớp và phân chia các khoa. Đấy, đây là cổng trường. Năm 2021 thì dạy nghề tuyển sinh liên tục các nghề sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp, điện nước, nội thất ô tô, vân vân. Phía trong này là văn phòng, thì các chị, các bạn vẫn đang tiếp tục nhập học. Đấy, hôm nay thứ hai, thường thứ hai là có khóa mới thì nên rất là đông. Không khí nhập học thì rất là tưng bừng, phấn khởi. Đấy, phía trong này thì là lấy đồ nghề, các bạn lấy xong hết rồi. Hiện tại bây giờ đang làm 8 giờ sáng nhá. Đấy, tương đối là đông anh em, không khí rất là tưng bừng của thứ hai đầu tuần. Để học nghề thì các bạn hãy đến đúng địa chỉ 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Trường mình thì chỉ có địa chỉ duy nhất ở đây thôi, ngoài ra không có địa chỉ nào khác. Trong tháng 3 này thì nhà trường đang có chương trình ưu đãi giảm 1.650.000 học phí cho tất cả các bạn học viên mới. Dạy nghề Thanh Xuân là trường dạy nghề uy tín tại Hà Nội và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề. Đấy, trường thì tuyển sinh liên tục và khai giảng lớp mới thứ hai hàng tuần. Trong đây là một khuôn viên trường và có các lớp học ở tại 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội luôn. Đấy, và trường thì có ký túc xá cho các bạn học viên ở xa với mức phí là 650.000 một tháng, thì các bạn sẽ được đã bao gồm điện nước và điện nước đầy đủ. Các bạn học viên yên tâm sinh hoạt và học tại trường. Rất là đông. Không khí học tập trong năm 2021 thì rất là phấn khởi. Đấy. Hiện tại thì nhà trường đang tập trung các bạn học viên mới để phân khoa cho các bạn, dẫn lên các lớp cơ bản ban đầu. Tất cả các bạn học viên lớp điện lạnh, điện tử, điện dân dụng, điện ô tô, nội thất thì các bạn sẽ được chuyển lên lớp điện tử cơ bản. Các bạn học viên mới tập hợp ra hai hàng nhá. Xe máy đứng riêng ra một hàng nhá. Em cứ đứng ở lớp ô tô.